Chào cả nhà. Trong cái video của khóa học tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn tiếp cái phần finger mark của người Nhật sử dụng cái kết hợp đối với anh 10 trong cái trường hợp là cộng 8. Để vào bài thì mình sẽ nhắc lại bài cũ. Đó chính là cái dãy số quan trọng nhất của chúng ta, đó là ba cái dãy số là dãy số kết hợp với chị 5, dãy số kết hợp với anh 10 và cái dãy số thứ ba đó là dãy số kết hợp với anh 10 trong cái trường hợp đặc biệt là dãy số 954, 853, 752, 6651. Trong cái video lần trước thì mình đã hướng dẫn xong cái phần cộng 9 sử dụng cái dãy số 954. Thì video lần này mình sẽ hướng dẫn tiếp cái phần cộng 8 sử dụng cái dãy số 853 đi kèm với nó là ASCII, ASCII cộng 8. Khi nào chúng ta sử dụng cái dãy số 853, có nghĩa là khi chúng ta sử dụng cái dãy số 8 đi với 2 không được thì chúng ta sẽ chuyển qua cái dãy số 8, 853. Trong cái kết hợp với anh 10 theo dãy số 8, 8 đi với 2 cộng 8 sẽ bằng cộng 10 và bớt 2. Hay mình hiểu đơn giản, cộng 8 chính là thêm 10 và trừ 2. Khi nào chúng ta sử dụng cái dãy số 853 này, khi trừ 2 không được các bạn, trừ 2 này sẽ thay thế bằng cái dãy số 853. Có nghĩa là trừ 2 này sẽ thay thế bằng trừ 5 và cộng 3. Mình ví dụ bài số 1. 5 cộng 8 16 cộng 8 25 cộng 8 46 cộng 8 75 cộng 8. Theo cái bài cũ thì chúng ta đã được biết cộng 8 chính là anh 10 đi ra và 2 đi vào. Tuy nhiên không có 2 để đi vào thì chúng ta sẽ sử dụng cái dãy số tiếp theo, đó chính là dãy số 853. Thực chất trừ 2 nó chính là bằng trừ 5 và cộng 3. Bài số 1, 5 cộng 8. 5 cộng 8. Rồi, cộng 8 có kết hợp đối với anh 10. Cách giải thích thì chúng ta cũng sẽ sử dụng cái dãy số thứ 3 để chúng ta giải thích. Đó là các con cộng 8 thì theo cái cách hướng dẫn, cộng 8 sẽ là 8 đi với 2 là anh 10 đi ra và 2 đi vào. Tuy nhiên lúc này bên tay phải của các con không có hai ngón để các con đi vào. Sử dụng cái dãy số 8 đi với 2 không được thì các con sẽ sử dụng cái dãy số là 853. Cộng 8 sẽ là anh 10 đi ra, 5 đi vào và 3 đi ra. Kết quả của các con sẽ là bằng 13. Tương tự 16 cộng 8. 16 cộng 8 cũng tương tự. Dãy số 853 cộng 8 có kết hợp với anh 10 sẽ là anh 10 đi ra, 5 đi vào và 3 đi ra. Kết quả con sẽ là bằng 24. 25 cộng 8. 25 cộng 8 cũng tương tự. Dãy số 853 cộng 8 sẽ là 10 đi ra, 5 đi vào và 3 đi ra. Kết quả của chúng ta sẽ là bằng 33. 46 cộng 8. 46 cộng 8. Cộng 8, dãy số 853. Cộng 8 sẽ là 10 đi ra, 5 đi vào và 3 đi ra. Tuy nhiên, bên tay phải của chúng ta không có 10 để chúng ta đi ra. Chúng ta sẽ thay thế bằng 50 đi ra, 40 đi vào. 5 đi vào và 3 đi ra. Kết quả chúng ta sẽ bằng 54. Rồi bài cuối cùng là 75 cộng 8. 75 cộng 8. Cách giải thích vẫn tương tự các bạn. Là 10 đi ra, 5 đi vào và 3 đi ra. Kết quả chúng ta sẽ là bằng 83. Cái dãy số thứ 3 này là chúng ta để chúng ta hướng dẫn cho các bé dễ hiểu thôi. Thật chất cái dãy số thứ 3 này nó cũng chỉ là nó suy luận ra từ cái dãy số thứ 2.
đó là dãy số 19283746555. Ví dụ thay vì trừ 2 thì chúng ta sẽ sử dụng cái dãy số kết hợp đối với chữ 5, đó là bằng trừ 5 và cộng 3. Trừ 2 đó các bạn, nó sẽ thay bằng trừ 5 và cộng 3. Rồi, sau khi chúng ta hướng dẫn cho các bé cái dãy số thứ 3 này và cho các bé làm bài tập của cộng 8 sử dụng cái dãy số này, thì chúng ta sẽ đi đến cái phần đó là hướng dẫn các bé làm ASCII cộng 8. ASCII cộng 8 có nghĩa là chúng ta sẽ cộng 8 liên tục, cộng đến khi nào bằng 88 thì chúng ta sẽ dừng lại các bạn. Rồi, đầu tiên sẽ là cộng 8, chúng ta sẽ đưa 8 ra. Rồi, cộng 8 là 8 đi với 2, 10 đi ra và 2 đi vào. Tiếp tục chúng ta cộng 8 một lần nữa. Cộng 8 lúc này thì chúng ta sẽ sử dụng cái dãy số 853 là 10 đi ra, 5 đi vào và 3 đi ra. Tiếp tục cộng 8, thêm 10 và bớt 2. Tiếp tục cộng 8, thêm 10 và bớt 2. Tiếp tục cộng 8, chúng ta sẽ duỗi 8 ra. Đây là ASCII cộng 8 nha các bạn. Trong cái ASCII này nó sẽ bao gồm thứ nhất là cộng 8 không có kết hợp, thứ hai là cộng 8 có kết hợp đối với dãy số 8 đi với 2, và cộng 8 có kết hợp đối với dãy số 85853. Cho nên vì vậy cái ASCII rất là quan trọng, nó sẽ giúp bé hệ thống lại tất cả các kết hợp đã học. Tiếp tục cộng 8 nè, thêm 10 và bớt 2. Thêm 10 có nghĩa là 50 đi ra nè các bạn, 40 đi vào, và tay phải thì chúng ta 2 chúng ta thu về. Tiếp tục cộng 8. Cộng 8 thì chúng ta sẽ sử dụng cái dãy số là 853. 10 đi ra, 5 đi vào và 3 đi ra. Tiếp tục cộng 8, thêm 10 bớt 2. Tiếp tục cộng 8, thêm 10 bớt 2. Cộng 8 thì chúng ta sẽ duỗi 8. Kết quả chúng ta sẽ là bằng 88. Xong cái phần ASCII cộng 8. Rồi, chào tạm biệt tất cả mọi người.